Frida Kahlo. Là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 20, bà Frida Kahlo được mệnh danh là nữ họa sĩ huyền thoại. Bà thường bện tóc cao và cài lên mái tóc những bông hoa nhiều màu. Cặp chân mày giao nhau đầy tự hào và một ánh nhìn đầy thách đố. Bà chọn khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống Mexico. Các tác phẩm nghệ thuật do chính bà sáng tạo đã thể hiện văn hóa bản địa và mang giá trị biểu tượng. Di sản bà để lại, cả mỹ thuật lẫn biểu tượng tinh thần, chứng minh rằng bà xứng đáng là một nữ họa sĩ Mexico vĩ đại nhất thế kỷ 20. Cuộc đời và tài năng của bà Frida Kahlo còn từng được chuyển thể thành phim. Giờ đây, người ta nhớ đến các tác phẩm xuất chúng của bà, mà ít ai nhớ đến việc bà cũng là người có khuyết tật. Sức khỏe của bà Frida Kahlo không tốt từ khi còn bé. Năm 6 tuổi, bà mắc chứng bại liệt phải nằm yên trong 6 tháng. Căn bệnh này khiến chân phải của bà phát triển chậm và nhỏ hơn chân trái. Bà thường chọn những chiếc váy dài để che đi khiếm khuyết này. Đôi khi bạn bè đồng trang lứa còn chọc ghẹo, gọi bà là đồ chân gỗ. Bà bỏ ngoài tai những câu bông đùa đó và chọn chơi hầu hết những môn thể thao không thông dụng với nữ giới thời bấy giờ, như bóng đá, bơi lội, thậm chí đấu vật. Năm 18 tuổi, một lần nữa thử thách đến với Frida Kahlo khi bà bị một tai nạn nghiêm trọng khiến toàn bộ cơ thể bị băng bó và bắt buộc nằm yên trên giường bệnh nhiều tháng trời. Để giết thời gian, bà bắt đầu vẽ lên mảng bột băng bó. Những tác phẩm ngẫu hứng của bà khiến cả gia đình bất ngờ. Thế là bố bà tự thiết kế một bản vẽ treo lơ lửng để hỗ trợ niềm vui mới của con gái khi nằm yên dưỡng bệnh. Sau khi rời khỏi giường bệnh, với cá tính mạnh mẽ, bà quyết tâm theo đuổi con đường hội họa bằng tất cả đam mê. Sau đó, bà chủ động tìm gặp Diego, họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, để nhờ ông đánh giá tác phẩm của mình. Diego trở thành người hướng dẫn khi bà mới bước chân vào nghề. Khi đã nổi tiếng, bà vẫn vẽ hăng say. Có giai đoạn khi sức khỏe không tốt, bà vẫn tham gia triển lãm cá nhân của mình bằng xe cứu thương. Đôi chân ư? Tôi cần chúng làm chi khi tôi có đôi cánh để bay rồi? Thông qua hội họa, bà phản ánh cuộc sống thăng trầm của mình, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới trong suốt hàng thập kỷ. Ngày nay, các tác phẩm của Frida Kahlo được lưu giữ trong nhiều bộ sưu tập cá nhân và tại nhà tưởng niệm của bà ở Mexico.